Xin chào anh em thân mến, rất hân hạnh được gặp lại anh em trong video này. Hôm nay Xuân Trịnh tôi sẽ thể hiện trình độ là làm thế nào để làm người đàn ông tuyệt vời trong gia đình. Đó chính là rửa một đống bát to đùng như thế này nè. Nghe các ông nhìn thấy không? Thế nên là không có việc gì khó cả, quan trọng công có muốn làm hay không. Khi mà công muốn trở thành người khác thường với thế giới ngoài kia ấy, thì ông phải làm những việc ông không thích. Ví dụ như rửa bát này có ai thích hay không? Nhưng mà đây là niềm vui của tôi. Tại vì sao tôi có thể chia sẻ cái công việc gia đình của tôi với vợ tôi. Còn công đừng hỏi tại sao đống bát là nhiều vậy, nhà tôi có khách, thế nên đống bát này là bình thường. Và bây giờ vợ tôi ấy, tự nhiên tôi mang một cái cô mà ở đâu về chẳng thân thiết gì cả, nhưng mà về nấu ăn cho tôi, chăm sóc tôi, còn đẻ con cho tôi, còn chăm gia đình. Thì bây giờ buổi tối ai cũng đi làm hết cả ngày, bây giờ tối về người ta nấu cơm cho tôi ăn rồi, đổ vào mồm rồi, thì bây giờ tôi phải rửa bát cho người ta, thì nó là điều bình thường. Nhưng mà ngày xưa là tôi nghĩ là cái việc này là việc của phụ nữ. Và có vài ông bảo tôi là nếu mà ông rửa bát thì ông phải mặc váy đi, ông là đàn bà. Nhưng xin thưa với các ông, sau khi rửa bát xong ấy, tôi vẫn là đàn ông. Và tôi còn cảm thấy cuộc đời này nó tuyệt vời hơn. Và người phụ nữ của tôi, người ta thấy sướng hơn, tại vì tôi chia sẻ công việc gia đình với cô ấy. Thế nên là không sao cả nhá. Tất cả những ông nào nói rửa bát là đàn bà ấy, thì đấy là cái suy nghĩ ở trong não của ông. Chứ còn tôi mẹ rửa bát xong mẹ súng ông đạn dược vẫn ngon, mà mình còn hoành tráng hơn việc gì. Và ngoài kia có rất nhiều ông rửa bát cho vợ nhưng không dám nhận là rửa bát cho vợ nhá. Nhưng thôi không sao cả, các ông cứ sợ đi. Còn với tôi ấy, có cái gì nói đấy nó là sự thật mà, tôi sợ gì. Ok nha, tôi chào anh em thân mến, tôi đi rửa bát tiếp đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong kênh video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký bên dưới video này để có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm vào nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng bạn nhận được video sớm nhất, sớm hơn người khác. Phạm Xuân Trinh cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Xuân Trinh.